Dạ rồi, con xin chào các cô ha. Hôm nay con về một cái lô hàng này ha, lần đầu tiên con bán luôn nhưng mà con không biết như thế nào nên là có gì mà sai á hay là con nói không đúng á thì mong các cô á là lượng thứ cho con và góp ý cho con ha. Con sẽ giống như là hữu duyên, nếu như có duyên thì con sẽ về những cái mẫu mã kiểu thì nó đa dạng hơn. Hôm nay thì con thử sức qua cái lô hàng này nó như thế nào. Dạ ha, đồ thun ha các cô, đồ thun ha, đây rất là đẹp ha các cô, cực kỳ đẹp luôn ha, mặt rất là bo sét luôn rồi, rất là đẹp ha, cực kỳ là thoải mái luôn. Hỏi cái lô hàng này ha, con không biết là con bán có cao hơn với thị trường hay không hay là con bán quá rẻ, nhưng mà con nhập như thế nào á thì con sẽ bán với giá như vậy, với cái tiêu chuẩn mà mức đưa ra thôi, chứ còn không có con sẽ không bán theo số đông hay là đại trà, con sẽ đi theo cái lối riêng của con thôi ha các cô. Nên là nếu như các cô thấy cái giá hợp lý quá thì các cô ủng hộ con với, hay là các cô góp ý cho con đi. Rất là đẹp ha, cái này là size 3 ha. Cái này con cũng không có gành gì sai nữa, con lấy theo cái bộ đồ size 3 con đang mặn. Con lấy theo cái số ký của con ha. Cái số ký của con để các cô có gì trừ heo đây. Con lấy size 3 của con ha. Dòng mông của con là 102 ha. Dòng mông của con 102. Ngực của con là 93. Ngực của con là 93 là rộng rãi ha. Ngực của con là 93. Và eo là 81. Eo gì đâu mà bự dữ không biết. Eo chính xác luôn là 80 ha. Em chính xác là 79, 80, giờ này là ăn no rồi thì là 80, còn sáng thì tầm khoảng 78, 79 tùy theo ha các cô. Cái tay. Tay áo này là tầm khoảng 22 đến 23 ha. Mặc rất là thoải mái ha các cô, rất là dễ chịu ha. Hiện tại con đang mặc size 3 và con lấy theo cái số ký cân nặng của con, dòng mông của con, eo của con và ngực của con, tay của con ha. Mong là các cô sẽ đo ni theo. Dạ, đo ni theo ha. Dạ rồi, size này là tầm khoảng 60 kg ha các cô. Mặc rất là thoải mái đó. Đây là thun ha, chất liệu thun. Mới bán thôi nhưng mà con cũng không biết là phản ứng các cô nào, mong là các cô sẽ bình luận ở dưới để cho con một xíu phản hồi và con sẽ tìm nhiều mẫu đẹp hơn. Cái bộ đồ này của con có giá là 65.000 một bộ thôi. 65.000 một bộ trong một bộ đồ ha các cô. Mua 3 bộ thì con miễn ship. Rồi con lên size nha. Con chỉ có cái này nó size là size 1 2 3 4 á. Dạ, size 1 2 3 4, hiện tại con là theo ni là con mặc size 3. Con là mặc size 3 ha, cho nên là mỗi size, size 4 thì là 40 kg ha, 40 kg vừa. Con lên mã 1 ha các cô, mã 1. Con cũng không dám nhập nhiều nữa, con nhập mấy cái số lượng vừa. Con cũng không biết mình dành dấu đâu. Mã 1. Mã 1. Mã 1 của con ha là một em bông ha, mỗi mã là một màu á, nên là các cô ha 40 kg. 40 kg mã 1. Mã 1 40 kg ha các cô, mã 1 40 kg. Đây, cái áo ha, cái tay này các cô 40 kg ha. Dạ, 3 bộ là 65 nhân cho 3 là 195.000 thôi các cô, 195.000 mình nhận về thun ha. Thun này là thun ha. Con cũng không gành nữa, con phải mở cái của cái chị chủ shop lên, là bữa hổm chị nói với con là có nhiều loại thun lắm. Thun lạnh cô. Muốn thun lạnh ha các cô, thun lạnh cũng có nhiều, thun gân, thun lạnh rồi thun AT, nhưng mà không biết cái loại thun nào thì các cô mặc phổ biến á, có gì các cô cho con xin cái comment ở bên dưới để con có thể là chủ động hơn trong việc nhập hàng về để phục vụ các cô mùa Tết ạ. Dạ rồi ha, con lên tiếp tục cái mã 1 nha. Ý size 1 40 kg, size 1 40 kg ha. Con về thử cái lô hàng này, mỗi size là một 10 màu, mỗi size là 10 màu. Đây mã 2.
mã hai ha các cô, mã hai. Mã 2. Rồi. Mã 2 ha. 3 bộ là chỉ có 195.000 thôi. 3 bộ chỉ có 195.000 thôi thì con nghĩ là rất là rẻ luôn. Cái này con đang size 1 ha, size 1 cho các cô từ 40 đến 45 kg, 40 đến 45 kg ha. Con là cao 1m62, 63 tùy theo ha. Ý, cái này nó trùng màu. Vậy là cái màu này là được 2 bộ. Thôi con cũng không gầm nữa các cô ơi. Đây mã 3. Con ghi lại để con nhớ. Mong các cô thông cảm. Hơi chậm một xíu ha. Cái này nó không có giống như cái đồ ton nên là nó like nó hơi lu bu. Chưa rành. Mặc lên rất là đẹp. Con thấy mặc lên rất là đẹp ha. Giá thành lại im nữa. Cô các cô nhìn đi chắc vải ha. Coi giãn cực kỳ ha. Đây là 40kg. Mã 3. Mã 4. Ồ bông này đẹp quá nè các cô ơi. Mã 4, bông này rất là đẹp ha. Bông này đẹp quá. Này có 40kg à. Mã 4. Mã 4. Mã 4. Con làm chậm một xíu ha. Mã 5. Trời ơi, mã 5. Mã 5. Rồi, con lên tiếp tục nha. À, mã 6 của con hỏi cái bông. Ý, cái bông này hình như có rồi. Bông này có rồi. Lộn. Các cô thông cảm cho con ha. Cái này nó không có để trong á, họ quấn lại như vậy nè. Mã 6 của con màu xanh ha. Con đang like size 1 ha. Size 1 của con thì tầm 40kg ha, 40 đến 45kg. Cái này thì có độ giãn cho nên mặc rất là đẹp ha. Mã 6. Wow. Mã 6 ha các cô. Xuất sắc luôn này các cô ơi. Cái quần nó dài lắm. Các cô yên tâm ha. Các cô yên tâm. Và cái này là nó có độ ôm á. Đẹp lắm luôn á. Độ ôm cực kỳ đẹp luôn. Độ ôm rất là đẹp luôn các cô ơi. Tí nữa con đứng lên cho các cô xem. Mã 7. Rồi cái màu này nó gọi là nó trói mà nó cũng không trói quá mà nó này con. Ôi cái màu rất là đẹp luôn ha. Mã 7. Mã 7. Cái lô hàng gì đâu mà nó xuất sắc dữ vậy trời. Con chưa biết cái bông bên đây nó như thế nào ha. Nhưng mà con nhìn mấy cái bông này sao mà nó đẹp dữ vậy ta. Wow. Mã 8. Lần đầu tiên con bán cái thun lạnh này á. Cho nên là không biết là các cô sẽ phản hồi như thế nào. Nhưng mà cái giá con bán ra thì không biết có rẻ hay mắc nữa. Nên là mong là các cô sẽ... Mã 8 ha. Mã 8. Mong là các cô sẽ yêu thương, ủng hộ con. Mã 8. Rất là đẹp luôn các cô ơi. Đây, mã 8 đây ha. Cực kỳ đẹp. Mã 8. Rồi. Mã 8. Mã 9. Mã 9 là chấm bi. Mã 9 là chấm bi này các cô. Mã 9 là chấm bi. Wow. Này là 40 cho đến 50kg thôi các cô. Mã 9. Mã 9 là chấm bi. Rồi. Có một bộ trùng ha. Có một bộ trùng. Các cô thông cảm cho con. Rồi. Con hết nha. Con hết 9 mã của... Rồi con lên tiếp tục size 2 ha. Ê lộn, ờ đúng rồi. Nó hơi bị gói. À size 2 các cô ơi. Nó hơi bị gói rồi nè. Size 2 nha. Size 2 của con thì là đây. Size 2 này thì tầm nói chung là tùy theo dáng người thôi. Cô nào mà 50 ha. 50 45 50 kg thì mặc size 2 thì thoải mái ha. Size 2 mã. Này là mã 9 ha, mã 9. Con like mã lên tới luôn ha các cô, mã 9. Mã 9 của cái này size 3. Gói quá. Gói buồn. Đây. Bông này là size 2 ha các cô, này là size 2 ha. Mã
mã 10 C2. C2 thì tầm 45 kg giúp con ha. Mã 10 C2. C2 thì tầm 45 kg giúp con ha các cô. C2 thì tầm 45 kg giúp con. Rồi con lên nha. C2 mã 11. C2 mã 11. Em con thử mặc cái áo này vô coi nó ôm không? Nó ôm lắm. C2 này là nếu mà con mà 55 con 60 kg mặc C2 thì nó sẽ ôm. Thì tầm khoảng 55 là mặc đẹp ha. Tầm khoảng nè này nó ôm cái tay quá. Má các con thì nghĩ là chắc nó chặt thôi. Nên là tầm khoảng 55 kg thôi. Con vẫn vừa nè. C2 vô con vẫn vừa luôn á. Nhưng mà nó ôm ha các cô, nó ôm. Cho nên là cô nào mà tầm khoảng 55 kg hãy chốt C2 với con nha. Rồi rất là đẹp luôn các cô. Đây giá ha, đường ong, đường cong của mông hay là eo gì là nó ra dáng hết luôn á. Nó ra dáng luôn á. Thật sự ha, mình đi làm vườn á rất là khỏe luôn. Dạ, mình đi làm vườn rất là khỏe ha. Thấy vậy chứ mấy bộ này mặc rất là dễ chịu luôn á. Dạ, eo mông gì ra đường cong luôn ha. Đây là mã 11 ha. Mã 11 Mã 11 C2 55 kg, 57 kg quay đầu giúp con ha. 55 kg, 57 kg cũng vừa tùy theo chiều cao ha. Mã 11. Mã 11. Mã 12. 55 kg giúp con ha. 55 đi cho chắc. 55 đi. Mã 12. 55 kg. Mã 12. 55 kg. Hồi mấy cái mẫu này đẹp lắm luôn á các cô ơi. 12 55. 13. 13. Quá là đẹp luôn á. Con mặc ha, con nhìn rất là đẹp. 13. Mười ba. Mười bốn. Mười bốn. Dạ rồi ha, con lên 14 ha. 14 là 55 kg quay đầu giúp con ha, là đẹp chuẩn luôn ha. 14. 14. Mười bốn. 14. Ồ bông này đẹp quá ta. 15. C2 55 kg. Một bộ như vậy là chỉ có 65.000 thôi các cô ơi. Tiền ship là 20. Nhưng mà khi các cô mua 3 bộ thì con miễn ship ha. 15. 15. Dạ, like qua bên đây không biết phản hồi như thế nào, mong các cô cho con xin một phản hồi ha. 16 C2 55 kg. 55 kg xây 2 thun là thun lạnh ha. Xây 2 55 kg. 16. Mười bảy xây hai. Wow, nhìn đẹp lắm luôn á các cô. 17 xây 2. Thấy vậy chứ mặc mấy cái đồ này dễ chịu lắm á, đứng lên ngồi xuống cũng thoải mái luôn á, thật sự luôn ha. 17 size 2. Cái đường may cái quần nè, nhìn nó cũng chắc trắng và dày dặn nữa. Cái túi quần rất là sâu luôn và đường dài cái quần ha cô. Nó rất là im, gọi là sao ta? Nó rất là dài. Cái quần này là quần thành quần dài, không phải như đồ toy bên con ha, mà nó phân biệt giữa chính tắc và quần dài. 18. Tùy theo sở thích của các cô ha. Nếu các cô nào mà thích mặc đồ thun lạnh này á thì mong các cô sẽ ủng hộ con. 18. Dạ, mong các cô sẽ ủng hộ. Ồ, 18 đẹp quá.
18. Mong các cô sẽ ủng hộ con và cho con một xin một cái góp ý ha. Xin mong một góp ý. 19. Cũng không biết như thế nào. 19. Dạ con đọc rồi. Dạ size 2 của con thì từ 55kg ha. 19, 55kg. Cái quần này rất là dài luôn các cô. Này là 55kg ha. 55kg rồi, con hết ha. Con hết size 2, bây giờ con lên size 3 nha. Con lên size 3. Size 3 cái mã bên con đang mặc hiện tại là size 3 này các cô. Size 3 ha. Dòng eo ha, dòng eo của con là 102. Dòng ngực của con là 80. Nếu như mà này là no rồi ha, này là no rồi, khi mà sáng thì nó sẽ ốm lại xíu. Dạ, dòng ngực của con là 94. Dạ, tay này là 30 ha, 30 mặc rất là thoải mái này các cô. Tay là 30 mà nhưng mà mặc rất là thoải mái ha. Dạ đây là con 60kg, con xin phép con mặc size 3 ha, rất là thoải mái dễ chịu. Cho nên là cô nào mà tầm khoảng 60kg thì chốt cho con size 3. Dạ rồi. Mã 20 là con trên người đang mặc ha. 21. 21. 21. 60kg. 21. Mặc rất là thoải mái luôn á cô. Nãy giờ con ngồi mà rất là thoải mái luôn á, cực kỳ thoải mái luôn mình. Cái này nó cái ưu điểm là con thấy là mình ngồi mình co giãn, mình gọi là sao, mình vận động mạnh á thì mình cũng không có sợ tét, hay là mình mặc ôm như vậy nè mình cũng không có sợ tét, giống như là ton. Dạ, và cái độ bền của nó thì con nghĩ là nó có cái độ tuổi thọ là cao hơn ton. Dạ, tại vì ton thì nó có thể mục nhưng mà thun này thì con nghĩ là nó không mục đâu. Dạ rồi ha, đó là tuổi thọ, nhưng mà có cái là màu sắc này nọ của nó thì nó không bằng ton ha, nó không bằng ton nhưng mà mặc rất là bền. Dạ rồi, con lên tiếp ha. 21. 22 size 3. Dạ tùy theo thôi, tùy theo giá tiền, tùy theo sở thích của người mua, nhưng mà con vẫn lên ha. Mong là các cô sẽ cho con một cái sự phản hồi. 22 size 3 cho những cô mà 60kg ha, 60kg như con. 60kg này con lên ký quá à các cô ơi. Trời, phải dưỡng eo ăn Tết các cô ơi. 22. Dưỡng eo ăn Tết. 23. 23 60kg à. 60kg cho 23. Ồ, bông này đẹp quá luôn á. Con banh cái cổ qua thì các cô thấy rộng ha, nhưng mà con mặc lên thì không có rộng ha cô. Đây không có rộng ha. Và vừa ha, tại vì cái này nó không có cái móc cho nên là con banh ra thì các cô thấy rộng nhưng mà thực chất không rộng ha. 23. 24. Wow, đỏ này đẹp quá các cô ơi. Đỏ này đẹp quá. Đỏ này đẹp lắm luôn. 24. Đỏ này đẹp lắm luôn. Lóng lánh này quá đẹp luôn. 24. Thun này là thun lạnh ha. Mặc lên á thì chắc mặc thấy nó mát mát thì nghĩ là thun lạnh. Nhưng mà con thấy nó nãy giờ con ngồi ha, nãy giờ con ngồi thì con cảm nhận là nó độ giãn co ok cốt. Và cái quần nè rất là thoải mái luôn, thoải mái luôn. À, cái đùi này của con để con đo thử nha. Đùi con to lắm các cô ơi, con nói thiệt. Đùi con to lắm. Đùi con tới 54 nặng á. Đùi con tới 54 mà mặc size 3 vẫn vừa luôn. 25 size 4. Size 3 cho các cô từ 60kg ha. 25 size 3 cho các cô từ 60kg. Wow, bông này đẹp quá các cô. Bông này đẹp lắm luôn á. Hồi xong cái lô hàng này hên quá ha. Chắc họ cho con, họ gài 7 con á. Họ gài 7 đưa bông đẹp đẹp không. Cái này không được lựa màu nữa mới đau á. Ton thì con còn lựa màu cho các cô, còn cái này là họ không cho lựa màu. 26 nhưng mà đưa cũng đẹp á các cô. 26 rất là đẹp ha. 26 cho các cô từ 60kg ha. 60kg thêm nó có độ giãn nữa các cô, đi chợ hay gì cũng thoải mái, mình đi ra giường mình làm cỏ cũng thoải mái nữa ha. 27 mặc cái này thì nó lại bền nữa hết các cô.
67-65 ngàn một bộ, 3 bộ 195 ngàn miễn ship. 27 quần các cô ơi. Dạ đây ha, quần ha. 27 28-60 ký màu hồng. Đẹp quá. Size 3 màu hồng. 28. Một bộ 65.000, 3 bộ 195.000 miễn ship. 29 màu xanh. Luvi các cô ơi, màu xanh Luvi một bộ 65.000 thôi, rất là rẻ luôn ha, mà mua 3 bộ miễn ship giao tới tận nhà luôn. Giao tới tận nhà luôn, rất là đẹp ha. Rất là đẹp, con cũng không có gành gì cái bên đây lắm, nhưng mà con thử nhập một lô hàng này về coi con bán như thế nào, rồi con sẽ suy nghĩ thêm cái mã ha. Cái mẫu thì con có thể quyền quyết định, nhưng mà cái màu thì họ không cho con lựa, cho nên cũng khó quá. Dạ rồi, size 3 xong rồi con lên tiếp tục. Con lên size 4 nha. Size 4 29-30 thì tầm khoảng 65 kg ha các cô. Size 4 con có này 65 kg ha các cô. 65 kg 30 Mã 30 cho size 4 nha. 30 cho size 4. Để con mặc vô nha các cô xem, nó cũng rộng thoải mái lắm. Đây, rất là rộng luôn ha các cô. Nhưng mà cái cổ nè, con mặc rộng, cái cổ nó không có hở. Đây, cổ nó không có hở ha, không có hở. Đó, đó là lý do ha, đó là lý do các cô nên mua ha. 39 30 ha, size 65 kg giúp con. Một bộ là 65.000. Một bộ chỉ có 65.000 thôi à. Một bộ 65.000, tiền ship 20.000, mua 3 bộ miễn ship. 31. Wow, con vàng. Con hình như là mua mai cái bộ đồ này ít nhất cũng phải cỡ 100.000 hả các cô? Cỡ đó không ha? Chứ con thấy sao dạo này á, họ mua đồ chợ nhiều á. 31 mà con thấy cái giá này con nhập vô thấy rẻ, cho nên là con bán rẻ cho các cô. Chứ con cũng không biết là con có bị gạt hay là gì không, con cũng không biết luôn. Thử cho mẹ bán một xíu, sắp xong rồi, xích vô. 32. Ồ, cái màu vàng này ống ánh còn đẹp nữa nè cô. 32, 65 kg, size 4. 32 65 kg size 4. Dạ, 32 65 kg size 4 và 65.000. Quá rẻ luôn. 32 65 kg size 4 chỉ có 65.000 cho bộ đồ thôi các cô ơi. Con nghĩ là rất là rẻ ha, xứng đáng để mình mua. Wow, cái bông này đẹp quá ta. 33 đẹp lắm nha. Nhưng mà nó không có size lớn ha. Để con hỏi bên xưởng coi họ có size lớn không. Đây, rất là đẹp ha. Quá đẹp luôn các cô ơi. 33. $65.000 cho một bộ đồ 33. Quá đẹp luôn các cô, quá đẹp. 33 $65.000, 31 65 kg, 65.000. Xuất sắc. 35. Dạ rồi, con lên tiếp tục 35 ha. Con lên tiếp tục 35. Wow, 35 này cũng ống mánh quá nè. Wow, 35 ống mánh quá các cô. Quá luôn, đẹp luôn. 35, 65.000 ha các cô. 35. Ôi, cái này con nghĩ là mặc rất là thoải mái luôn á. Con sờ vô cái mình giải rất là im luôn á. 36 65.000 cho các cô từ 65 kg. 65.000 cho các cô từ 65 kg. 36.
Đẹp quá các cô ơi, 65.000 thôi à. Lâu lâu, không phải lâu lâu mà con thử thử sức qua đây. Không biết có duyên không? Có duyên thì con sẽ nhập nhiều mẫu, nhiều màu rất là đẹp luôn ha. 37 cho các cô từ 65 kg, 65.000. 3 bộ thì con miễn ship ha. 3 bộ thì con miễn ship. Ba mươi tám, 65 kg, 65.000, 38, quá đẹp. Ba mươi chín, ồ, nó có đủ màu luôn, đỏ xanh vàng luôn nè các cô. 39 cho size 4, đỏ xanh vàng, quá đẹp luôn. Cô nào thích màu nào thì chốt cho con ha. Quá đẹp, quá nổi luôn. 39. Dạ rồi, con hết rồi ha. Con lên thử một lô coi như thế nào. Nếu được thì con sẽ nhập lô thứ hai về, con để phục vụ các cô. Dạ rồi ha, shop Mỹ Dung xin chào và hẹn gặp lại các cô. Mong các cô sẽ yêu thương, ủng hộ con với một cái mẫu hàng mới bên con ha. Cái màu rất là đẹp và lóng lánh luôn. Cái màu rất là đẹp và lóng lánh và thật sự rất là đẹp luôn ha. Dạ rồi, cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các cô vào cái video khác ạ.